Tina kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Tina rất hân hạnh được chia sẻ cùng quý vị và các bạn về một loài hoa mà trời đã ban cho miền Nam nước Pháp. Loài hoa này thường nở vào mùa hè, có màu tím thẫm và tỏa hương thơm ngọt ngào, quyến rũ. Đó là lavender, tên tiếng Việt là ổi hương. Hoa lavender đã được sử dụng từ thời cổ đại. Người Hy Lạp và người La Mã đã dùng loại hoa này để nấu nước tắm bởi hương thơm quyến rũ và có khả năng trị bệnh kỳ diệu. Loài hoa tím này là bạn tri kỷ của những người có chứng trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành. Đó là việc dùng lavender nhồi vào túi vải và đặt dưới gối. Mùi hương ngọt ngào, quyến rũ, dễ chịu, giúp người mất ngủ hay rối loạn giấc ngủ sẽ ngủ ngon hơn và sâu hơn. Ngày nay, con người đã biết sử dụng lavender để trị đau đầu, chứng buồn nôn, lo lắng bằng việc xoa dầu lavender để giữ cơ thể thư giãn và bình tĩnh hơn. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng việc xoa tinh dầu lavender trong vòng 1 năm lên da đầu sẽ giúp chứng rụng tóc hay hói đầu giảm rõ rệt. Và bây giờ Tina sẽ cắt cái lavender này vào để nấu trà nha các bạn. Giờ Tina sẽ rửa bông lavender mình để mình làm trà nha các bạn. Bông này là bông tươi đó. Mình cần 80 cọng lavender. Các bạn có thể dùng bông khô cũng được. Ở đây là cái bông khô nè các bạn. Mình đã phơi khô để dành mình làm trà mình uống nè các bạn. Nhưng mà bữa nay mình sẽ làm bằng cái bông tươi. Bây giờ mình sẽ lật từng cánh bông ra, mình bỏ vào cái thau nước nha các bạn. Để mình rửa ha, rửa sạch bụi các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt cái bông lavender này ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái bông lavender này vào cái ly nha các bạn. Rồi mình cho nước sôi vào cái ly nè. Mình dùng cái nắp á, mình đậy nó lại nha các bạn. Mình để trong 15 phút nha các bạn. Và sau 15 phút nè, cái lavender nó ra cái màu tím tím các bạn. Đó, các bạn có thấy không? Cái màu tím tím đó. Thơm quá các bạn ơi. Cái này á, mình có thể mình uống với lại mật ong nha các bạn. Hoặc là đường phèn cũng được. Rất là tốt. Dù lavender là loài hoa tuyệt đẹp, mùi thơm quyến rũ, có giá trị cho sức khỏe, nhưng khi sử dụng cần lưu ý như sau: không nên uống tinh dầu qua chiết xuất, không dùng liều lượng nhiều, người bị dưỡng không nên dùng, trẻ em, người mang thai, người có bệnh thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Lavender rất dễ trồng, bạn có thể trồng bên cửa sổ, trong nhà, trồng ngoài sân để làm kiểng và để chống ruồi muỗi. Việc trồng lavender ít tốn công chăm sóc và tưới nước. Và bây giờ Tina chia sẻ cái cách ươm hạt lavender nha các bạn. Cái hạt lavender này nó phải già. Nó già nó cứng thì nó mới nảy mầm nha các bạn. Còn cái hạt mà hạt non mà nó chưa có khô á là nó không có nảy mầm nha các bạn. Đó, ở này là non nè. Là nó không có nảy mầm được ha. Tina chia sẻ hai cách trồng nha các bạn. Cách trồng thứ nhất là ươm bằng hạt ha. Còn cách trồng thứ hai là mình dăm bằng cành.
Bây giờ mình sẽ ươm bằng hạt trước ha các bạn ha. Mình sẽ cho cái hạt lavender vào đất. Đất này là phải đất tươi xốp hót nước nha các bạn. Mình trộn đất với lại compost nè. Một phần đất với lại một phần compost. Các bạn đừng có trộn phân bò nha các bạn. Nếu mà các bạn ươm hạt lavender mà các bạn trộn phân bò nó nóng quá nó không có nảy mầm được nha các bạn. Mình ươm bằng mushroom compost hoặc là những cái rau cả, củ quả mà dư thừa ở trong nhà bếp á, các bạn ủ hành phân á, các bạn trộn với đất á, các bạn ươm cũng được. Mình vuốt á, vuốt hột bên đây nè. Mình rải nó lên đây ha các bạn ha. Mình rải nhiều nhiều nó cũng được. Nó lên nhiều quá thì mình nhổ bớt ra. Mình cho nó nhiều nhiều vào đây, trường hao khi nó không lên nữa. Bởi vì cái hạt lavender này đôi lúc nó cũng khó lên lắm các bạn. Mình phủ lên đây chút đất ha. Cái đất á mình phải bóp nhuyễn ra nha các bạn. Xong rồi đó. Bây giờ tới cái chậu này. Thơm quá các bạn ơi. Mình ươm xong á, mình phải tưới nước cho thật là ướt nha các bạn. Để cái hạt của lavender á, nó hút nước nó nảy mầm. Và bây giờ á, mình sẽ cho cái chậu này vô đây ha, vô cái bịch á, bịch Ziploc đó các bạn. Mình zip nó lại nha các bạn. Mình để ở nơi thoáng mát nha các bạn. Sở dĩ mình cho vào cái bịch Ziploc như thế này đó các bạn là để cái hạt lavender nó đủ ẩm, nó nảy mầm các bạn. Mình sẽ ôm cái hạt này ha. Ở đây mình có những cái tray như thế này nè các bạn. Mình cũng chuẩn bị đất sẵn rồi. Mình sẽ cho hạt vào. Mình tưới cho thật là nhiều nước nha các bạn. Mình tưới thật nhiều nước như vậy á thì cái hạt nó hút nước nó mới nảy mầm được. Đó, mình bỏ vô cái hộp đựng bánh này nè. Rồi mình đậy nắp nó lại. Đậy lại như vậy cho nó ẩm nó nảy mầm. Và bây giờ Tina chia sẻ cái cách trồng lavender bằng cành nha các bạn. Ở đây là cái nhánh lavender ha. Mình sẽ tuốt hết cái lá ở phía dưới. Mình sẽ cắm vào đây. Ở đây là đất mình có trộn với compost rồi nha các bạn. Mình sẽ cắm vào đây ha. Mình tuốt hết cái lá vậy nè. Rồi mình trồng xuống nó không có bị úng cây nha các bạn. Chứ nếu mà mình không có tưới cái lá ra như thế này á thì cái lá này nè nó mục ra nó làm úng cây luôn. Đó, mình làm cho sạch phía dưới. Mình ghim xuống đây. Sẽ tưới nước lên. Mình tưới cho thật nhiều nước nha các bạn. Để cây nó đừng có bị héo.
mình cho mấy cái chậu này vào bịch ni lông mình cột sơ lại nha các bạn, để cho nó giữ ẩm á, thì cái cây nó mới ra rễ được. Mình cột sơ lại thôi nha các bạn, đừng có cột kín quá, chừa cái lỗ chút xíu nha cho cây nó thở nha. Đây là mấy cái cây mà mình ươm năm rồi nè các bạn. Trên đây là một chút hiểu biết về lavender, Hina đem chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh của Hina. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp.